Mình sẽ kết nối Bluetooth với con Sony X3 các bạn nhé. Đây, Sony X3. Con này đời cao, có Bluetooth và về hàng còn rất là đẹp các bạn. Và mình đang chơi ở chế độ Bluetooth, đèn nó chớp nè. Và chọn OK, kết nối lần đầu và những lần sau nó sẽ tự nhớ các bạn nha. Con này kiểu dáng hiện đại và ngoại hình về còn rất là đẹp. Mặt phay nhôm ở trước và con này nó làm kiểu tối giản, mặt thẳng, vuông góc hết. Nhưng mà ở trên đây là những cái phím tính năng cũng như là phần CD dạng nút đĩa, cái màn hình. Và trên này nó làm kiểu gương bóng các bạn nha. Kiểu gương á, nó sẽ rọi lại. Và bên hai bên là hai cái má bằng nhôm, mặt phay nhôm vân xước. Các bạn thấy nó cũng rất là bóng bẩy luôn. Đấy, con này làm khá là giống một cái TV các bạn nha. Kiểu dáng rất là gọn. Có USB nữa nè, các bạn chơi nhạc qua USB. Và cổng 3.5 nó kết nối lại máy tính, TV vân vân. Con này dùng nguồn điện 100V các bạn nha. Đấy. Và màn hình con này thì đây là có một cái nhược điểm chung của Sony là nó hơi mờ, sau một thời gian nó hơi mờ. Đấy, nhưng mà các bạn vẫn có thể dễ dàng thấy và tinh chỉnh được nha. Chủ yếu con này các bạn có thể kết nối bằng Bluetooth, chơi nhạc từ xa. Thì chúng ta cũng không quan tâm lắm tới cái phần tinh chỉnh nhiều ở trên máy, tại vì chúng ta đang ngồi từ xa, chúng ta tinh chỉnh rồi. Đấy, Bluetooth đã kết nối, đèn màu xanh hiện lên. Mình thử chơi nhạc lossless luôn các bạn nha. Dòng này cực hiếm luôn và về con này rất là đẹp, đẹp kiêng. Các bạn có thể ngồi chỉnh bằng điện âm lượng của điện thoại. Và chỉnh trên đây nữa. Có NFC nữa nè các bạn nha. Nhạc lossless luôn các bạn nha. Lội buồn dơ băng lau lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm thanh xuân tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài. Nơi chốn xa buồn buông mẹ quang gánh, em còn khiêu sáng anh đèn từ xưa. Cái mặt gương các bạn rất là đẹp. Giờ đây con đường xưa con đó, tâm liệu vẫn gió ru buồn. Bận hành quân nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở. Công suất khá là tốt. Các bạn chơi được phòng 20m2 và có thể dễ dàng với cái kích thước này và cái kiểu dáng này thì nó gọn, chúng ta đặt ở đâu cũng được, đặt ở trên đầu giường ngủ, trên bàn làm việc, hoặc là chúng ta mang nó ra phòng khách hoặc là lên sân thượng để chơi, ra ngoài sân vườn chơi vân vân. Và các bạn thấy ngoại hình còn rất đẹp nha các bạn. Con này là kiểu cái mặt là mặt gương này, chứ không phải là mặt bằng chứ không phải là mặt nhựa mà nó ánh gương lên rất là đẹp nè các bạn. Đấy. Và đây, hai bên là cái mặt phay nhôm vân xước. Các bạn có thể dễ dàng tham khảo thông tin con này ở trên những cái trang của Nhật các bạn nhé. Các bạn có thể dễ dàng tham khảo trên trang Amazon của châu Mỹ vân vân. Hàng bán lại mà giá cũng rất là cao các bạn nha.
và trang Sony luôn, ngay cả những trang Sony nó còn đời 14, 15 viết rất là chi tiết về cái phần quảng cáo của nó, thông số kỹ thuật vân vân đó, âm thanh sáng nét, kiểu dáng hiện đại nhỏ gọn đấy, cảm âm trầm mạnh mẽ. À, thiết kế kiểu tối giản, CD dạng nút vân vân đó, và những phiên bản màu sắc của nó, kết nối Bluetooth NFC đời 2014-15 các bạn nhé. Đấy, rất là hiếm gặp những dòng như vậy và còn khá là đẹp nên các bạn nhìn cũng rất là bắt mắt. Để cho một không gian mà phòng hiện đại á, nhìn nó sang các bạn nhé. Và mình xin tóm tắt phần kích thước của nó. Bề ngang là 34 các bạn nha. Chiều cao là 17 và chiều sâu là 9 cm. Đấy. Rồi, quay lại với phần test âm thanh, và nãy giờ đang vẫn ở chế độ test Bluetooth các bạn nha. Với lại điện thoại. Và mình cũng có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn này các bạn nha. Con này chỉnh được các chế độ equalizer cài đặt sẵn, 6 chế độ và một chế độ Super Bass, Mega Bass của hãng các bạn nha. Mega Bass các bạn nha. Và nãy giờ mình để chế độ cân bằng Flat và Mega Bass Up. Và bây giờ mình bật cái Mega Bass lên, tiếng bass nhiều hơn các bạn nha. Đây, và chúng ta đang chơi Bluetooth, đèn Bluetooth đang chớp nè các bạn nha. Mega Bass on lên. Chúng ta chuyển qua chơi FMAM nè. Audio in là cổng 3.5, CD và USB. Mình đang gắn USB với sau nè các bạn nha. Và đọc rất là nhanh các bạn. Đấy. Và nó nhớ cái vị trí mình đang chơi nhạc luôn nè, bài số 2 và ở 1 phút 6 giây. Play. Nhớ cái vị trí luôn các bạn. Mình ước tôi ôm trong đời, em đã không quên mang theo niềm nhớ vẫn mãi trong đời. Đôi mắt em, đôi mắt xa xôi, có những lúc bên Tô Trấn Phong vẫn thể niềm nhớ năm tháng không phai. Nhìn em đi eBay đang bán lại với giá 149 euro, ở sao các bạn, 149 bảng Anh, tầm 4,2 triệu cái này, giá đây là giá của hàng đã xài rồi các bạn nhé. Tình yêu đó
khi biết xa rồi lòng trời ơi mộng ước bên nhau muôn đời xin hãy coi qua chơi CD các bạn nhé, rất là đầy đủ tính năng luôn, rất là nhiều cổng kết nối nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hãy nhanh tay tạo cho mình một con đốc Sony còn rất là mới đẹp, cũng như là kiểu dáng thiết kế rất là hiện đại và đời rất là cao. Có Bluetooth 2014-2015 các bạn nhé. Nghe nhạc lossless qua Bluetooth mà không hề bị giật lắc và giữ được chất âm rất là sáng nét. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.